Cái này là cái khung gió cho cửa đi, có hai đầu bo tròn. Tường mình xây là tường 10, kích cỡ của khung bao là cây 6, 12, cho nên mình phải tìm cây gỗ có độ đủ dày để mà có thể cắt thành cái đường cong bo tròn cho khung bao. Này là gỗ bên. Gỗ bên ở xưởng cưa này người ta bán theo khối, tùy theo độ dài của cây mà người ta có thể bán 20 triệu một khối, 23, 24, 25 triệu một khối. Mình mua cái khúc ngắn như vậy, người ta bán mão cho mình là 500 nghìn. Bao gồm là cắt giùm luôn, mình mua 2 khúc là 1 triệu. Đây là cảnh chuẩn bị cắt gỗ nè. Sẵn đây mình chia sẻ với các bạn một vài kinh nghiệm mua gỗ mà mình biết. Các bạn mà cần mua gỗ thì có thể ra xưởng cưa để mua. Người ta bán cho bạn theo khối hoặc là theo thành phẩm. Thường bán theo khối thì tiền gỗ tính riêng, tiền công cắt tính riêng. Gỗ thì hôm nay mình đi vòng vòng có những giá như sau. Gỗ bên thì như mình nói là khoảng 23-24 triệu một khối. Gỗ bên là xịn rồi, xịn nhất á. Làm khung bao cửa, làm cửa rất là ok, không sợ cong vênh hay là mối mọt. Gỗ sao thì cũng rất là tốt. Gỗ sao thường người ta làm ghe, làm thuyền á mấy bạn. Cho nên gỗ sao chịu nước cũng rất là tốt. Do vậy gỗ sao cũng thích hợp để làm cửa, làm khung bao cửa hoặc là làm nhà. Giá của gỗ sao mình có hỏi thì người ta tính là 6 triệu một khối. Còn nếu là thành phẩm mà cắt ra quy cắt sẵn luôn thì tính là 13 triệu một khối. Tại vì khi làm thành phẩm thì người ta phải trả tiền công cắt cho chỗ xưởng cưa rồi phải cắt bỏ bán bìa. Cho nên cái giá của thành phẩm thường cao hơn gấp đôi so với giá gỗ khối. Ngoài ra ở xưởng cưa người ta còn giới thiệu mình gỗ bạch đằng. Gỗ bạch đằng thì nó có màu đỏ sậm và nó khá rẻ, nó chỉ có 3 triệu một khối thôi. Lúc mình ở xưởng cưa thì mình có thấy một anh khách hàng, ảnh mua với số lượng rất là lớn. Sau đó ảnh có yêu cầu xưởng cưa cắt ra theo quy cách là dày 2 phân, thành những tấm dày 2 phân để về ảnh cắt nhỏ ra và ảnh làm ván để mà đi trong khu vườn. Chỗ xưởng cưa có giới thiệu mình làm khung bao cửa bằng gỗ bạch đằng cho nó rẻ. Nhưng mà mình chưa có kinh nghiệm làm với gỗ bạch đằng. Trước giờ mình mua gỗ cũ thì mình thường là mua gỗ bình linh nè, gỗ căm xe nè, gỗ dầu nè. Nhưng mà gỗ dầu thì rất là dễ bị mối mọt nếu như mà làm âm vô tường, gắn vô tường. Nếu như gỗ dầu mà đứng riêng với nhà gỗ không thì không sao. Nhưng nếu mà gắn bắt vô tường thì mà chú thợ mộc nói với mình là rất là dễ bị mối mọt. Gỗ dầu cũng không có chịu được nước, cho nên mà nếu làm cửa đi mà tiếp xúc với nắng với mưa thường xuyên thì không nên dùng gỗ dầu. Ở xưởng cưa họ nói với mình có thể dùng gỗ bạch đằng để thay thế gỗ dầu, không có sợ mưa, không có sợ cong vênh mối mọt bởi vì nó là cây già đã để rất là lâu rồi. Nhưng mình thật sự là chưa có kinh nghiệm xài gỗ bạch đằng. Mấy ông có ai đã từng xài gỗ bạch đằng không, cho mình xin một chút nhận xét với. Để cắt được cái đường cong cho cái khung bao thì anh thợ mộc anh phải vẽ ra đúng cái quy cách trên một cái miếng ván mỏng như vậy này các bạn, giống y như là người ta may đồ người ta phải vẽ rập trước rồi sau đó người ta may theo cái rập đã vẽ sẵn. Bây giờ mình mới biết là để làm một cái đường cong cho khung bao cũng phải vẽ cái rập cho gỗ như vậy luôn. Đây là lần đầu tiên mình thấy người ta làm thủ công như vậy. Anh phải vẽ ra đây trước, rồi từ đó mới vẽ lại trên cái tấm ván mà hồi nãy đã cắt ra thành từng miếng nhỏ, rồi sau đó anh mới cắt ra. Hôm nay trời Tây Ninh mưa ghê lắm, rồi mình chạy đi chạy lại giữa những xưởng cưa, những cửa hàng bán đồ gỗ cũ, rồi mình chở gỗ, chở cây cồng kềnh trên xe, rồi có lúc mình đi mình bị mắc mưa nữa, mình đi một mình nè. Thì tự nhiên mình nghĩ tới một cái vấn đề không có liên quan gì hết. Nhưng mà cái lúc đó cái suy nghĩ, cái cảm xúc nó thoáng lên trong lòng mình. Nên mình cũng muốn chia sẻ với mấy bạn. Có những bạn sau khi mà chia tay một cuộc tình, hoặc là bị thất tình, hoặc là đổ vỡ trong một cái mối quan hệ tình cảm, thì các bạn thường là không có vượt qua được. Thì để mình nói cho các bạn nghe cái này. Các bạn phải vượt qua được. Phải nghĩ là cái gì cần khép lại thì nó phải khép lại. Và các bạn cần phải tiến về phía trước. Những cái chuyện gì đã qua rồi thì phải buông bỏ đi. Trên đời này á, chỉ có một thứ mà các bạn không nên buông bỏ, đó là đôi đũa mà thôi. Còn mọi thứ á, khi mà mình đã cầm lên được thì mình phải đặt xuống được. Chỉ có đôi đũa là bạn đừng nên đặt xuống thôi đó. Thì sao nữa ha? Thì tức là để vượt qua được cái chuyện, những cái tổn thương trong tình cảm, thì tốt nhất là bạn nên tìm cho mình một cái đam mê gì đó để phát triển bản thân và để dồn hết cái năng lượng của mình trong cái đam mê đó để làm tốt nhất cái việc cho mình. Đừng có bận tâm, đừng có để cảm xúc của mình vào một người nào đó, không nên đâu. Chỉ vậy thôi. Bye nha.